Kính thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với dự án The Glacia Khang Điền. Và hiện nay Tấn đang có mặt ở tại khu nhà mẫu cũng như là thực tế ở tại dự án để chia sẻ cũng như là cập nhật đến cho tất cả các anh chị những thông tin mới nhất cũng như là sẽ quay phía bên trong căn nhà mẫu. Và căn nhà thực tế ở tại dự án này bàn giao theo tiêu chuẩn từ phía bên chủ đầu tư Khang Điền khi mà các anh chị mà nhận nhà cũng như là mua ở đây. Thì hiện nay Tấn đang đứng ở trục đường 12m, lòng đường là 6m, còn lề đường mỗi bên là 3m. Được chủ đầu tư lắp đá hoa cương ở hai bên lề đường rất là đẹp, cùng với đó là cái mảng xanh. Các anh chị mình hướng mắt về phía bên kia, các anh chị mình thấy một cái hàng xanh rất là đẹp, cùng với đó một cái dãy nhà rất là sang trọng, đúng không ạ? Và dự án của chúng ta, ngoài cái yếu tố về mặt pháp lý đầy đủ rõ ràng, hiện nay đã có sổ hồng rồi, thì về mặt cảnh quan được chủ tư thân Khang Điền rất là trau chuốt. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là an ninh 24/7, nghĩa là chúng ta có cổng ra vào an ninh tuyệt đối để các anh chị chúng ta khi mà cư dân ở đây hoàn toàn an tâm về mặt an ninh, khi nào ra vào đều có sự kiểm soát của bảo vệ cả các anh chị nhé. Và đặc biệt hơn nữa là dự án của chúng ta có đầy đủ về mặt tiện ích, ví dụ như là hồ bơi, phòng tập gym, sân tennis, khu vui chơi trẻ em, phòng tập yoga và nhiều cái tiện ích khác nữa. Và đặc biệt hơn nữa thưa các anh chị, chúng ta có một cái cảnh quan rất là sang trọng. Ngôi nhà của chúng ta, các anh chị chúng ta xem phía bên này ạ. Ngôi nhà của chúng ta được thiết kế ngang 5m, dài 18-19m. Có căn sẽ ngang 7m. Và chúng ta sẽ xây dựng là 4 tầng, 1 trệt và 3 tầng. Tầng trệt của chúng ta có chiều cao là 4m2. Những tầng trên là 3m8, còn tầng trên cùng sẽ là 4m8. Và sẽ được hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ khám phá một căn nhà mẫu. Căn nhà mẫu này chủ đầu tư Khang Điền đã hoàn thiện phía bên trong này rồi, để tất cả các anh chị chúng ta có thể tham khảo cái mẫu nhà này khi mà các anh chị chúng ta chọn mua một cái căn nhà phố hay là chọn mua những sản phẩm ở tại dự án của chủ đầu tư Khang Điền các anh chị nhé. Và ở tại dự án The Glacia Khang Điền này hiện nay đang còn rổ hàng để các anh chị chúng ta là những nhà đầu tư hay là khách hàng mua ở, chúng ta có thể cân nhắc chọn mua. Chọn mua thì chúng ta sẽ mua trực tiếp với chủ đầu tư Khang Điền. Nên là các anh chị chúng ta cứ an tâm là khi các anh chị chúng ta tìm hiểu và khi mà các anh chị chúng ta đi tham quan dự án, là chúng ta sẽ đi tham quan nhà mẫu như thế này. Đi tham quan xem cái căn bàn giao thực tế luôn, rất là đẹp và chỉnh chu. Và không để các anh chị chúng ta chờ đợi lâu nữa, thì Tấn sẽ quay phía bên mặt trong của căn nhà để cho tất cả các anh chị chúng ta cùng xem một cách chi tiết. Để những anh chị chúng ta chưa có thời gian để chúng ta đi xem á, thì chúng ta có đầy đủ những thông tin. Tuy nhiên Tấn vẫn mong rằng các anh chị chúng ta sẽ sắp xếp một ít thời gian để chúng ta đi đến thực tế dự án, xem nhà mẫu, xem nhà bàn giao thực tế, để các anh chị chúng ta cảm nhận, để giúp cho tất cả các anh chị chúng ta dễ dàng trong việc có quyết định chọn mua hay không, và sản phẩm này có phù hợp với lại cái nhu cầu cũng như tiêu chí đầu tư của các anh chị hay không nhé. Thì bản thân Tấn cũng là người tư vấn bất động sản hơn 8 năm kinh nghiệm ở tại thị trường bất động sản khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Và sản phẩm của chủ đầu tư Khang Điền thì Tấn rất là rành và Tấn bán rất là nhiều căn cho khách hàng và nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở của mình. Và sản phẩm của chủ đầu tư Khang Điền á, thì hướng đến nhu cầu để ở là chủ yếu các anh chị nhé. Và Tấn sẽ quay mặt ngoài qua phía bên trong để các anh chị chúng ta xem. Phía bên ngoài của chúng ta được chủ đầu tư bàn giao chuẩn như thế này các anh chị. Đây là cái cửa ra vào của mình được chủ đầu tư bàn giao như thế này cho tất cả các anh chị, rất là sang trọng theo cái phong cách châu Âu. Phong cách mà chủ tư Khang Điền hướng đến là phong cách hiện đại, giúp cho gia chủ của chúng ta có một cách bố trí của căn nhà cực kỳ là sang trọng. Khu vực này cũng là nơi mà chủ tư bàn giao đá là đá hoa cương. Và chúng ta có cái phần thụt lùi phía bên này để chúng ta đậu xe ô tô cũng như là khu vực gara. Và căn này chúng ta thiết kế là ngang, các anh chị chúng ta coi cái layout thiết kế này các anh chị. Ngang 5m, dài 19m. Chúng ta có diện tích đất là 98,20m2. Diện tích sàn xây dựng cho cả 4 tầng là 277m2. Và căn này là vị trí căn A3 liên kế 1 dự án được Glacia Khang Điền.
phát triển bởi tập đoàn bất động sản Khang Điền. Và không để các anh chị mình chờ đợi lâu nữa, chúng ta lại tiếp tục vào không gian thứ hai để chúng ta xem cũng như là khám phá nhé. Và trước khi chúng ta vào xem thì phía bên ngoài này các anh chị, chúng ta được chủ đầu tư Khang Điền lắp đá hoa cương ở mặt ngoài của căn nhà. Những cái đá hoa cương này cực kỳ là sang trọng, thường thì sẽ lắp ở phía bên nơi mà được xem là rất là quan trọng, rất là sang trọng của căn nhà. Tuy nhiên là chủ đầu tư lại lắp ở ngoài, phía bên ngoài của căn nhà luôn. Càng về lâu dài thì cái giá trị và cái vẻ đẹp của mình á, sẽ tồn tại vãn viễn theo thời gian. Rất là sang trọng đúng không các anh chị? Và bây giờ chúng ta cùng vào phía bên trong nhà nhé. Và phía bên trong nhà thì chúng ta sẽ được chủ tư Khang Điền bàn giao cái hệ thống cửa như thế này. Đây là cửa kính hai lớp các anh chị. Và cái hệ cửa này cũng là cái loại cửa khá là chất lượng. Cái sản phẩm nhà phố được chủ tư Khang Điền thiết kế, có thể nói rằng chủ tư Khang Điền đã bán rất là nhiều dự án ở tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Trung bình là hơn 15 dự án rồi. Và chủ tư đã có những cái sự trải nghiệm cũng như cái kinh nghiệm trong việc thiết kế của mình. Và đây là một sản phẩm mà chủ tư có thể nói là hoàn hảo. Cái hệ cửa này giúp cho nhà của chúng ta sẽ nên trang trọng hơn rất là nhiều. Các anh chị có thể mở ra để chúng ta lấy gió tự nhiên từ phía bên ngoài, hoặc là chúng ta có thể đóng lại. Ngoài ra nữa, đây chính là cái không gian ngang 5m, nhưng mà khi mà bước vào các anh chị chúng ta cũng cảm nhận được cái sự rộng rãi của căn nhà ngang 5m đúng không ạ? Hầu hết những cái sản phẩm nhà phố tại khu vực quận 9 của mình thì chủ đầu tư đều thiết kế là ngang 5m dài 15. Tuy nhiên với những chủ đầu tư Khang Điền thì ngang 5 dài 18, 19 thì nó mới đẹp. Và ở tại The Classa của Khang Điền của mình là một cái sản phẩm kiểu như vậy. Và cái không gian ở phía bên trong nhà, ở tại khu vực phòng khách này, được bố trí qua 3 không gian chính. Một là khu vực phòng khách, là khu vực này. Thứ hai là khu vực phòng bếp. Phòng khách thì các anh chị chúng ta xem sẽ có hai cái tông màu chủ đạo. Đây là màu trung tính. Một là màu trắng, hai là màu xám. Đây là màu trung tính hiện đại và được rất là nhiều gia chủ yêu thích. Chính vì như vậy chủ tư Khang Điền đã có những cái khảo sát với khách hàng của mình và quyết định chọn tông màu này để làm căn nhà mẫu để cho quý anh chị cư dân cũng như khách hàng có thể tham quan cũng như là có thể tham khảo cái mẫu này, để sau này các anh chị chúng ta nhận nhà ở đây thì chúng ta có thể copy theo cái mẫu này để chúng ta tham khảo. Và cái không gian thứ hai đó chính là không gian phòng bếp. Với không gian phòng bếp này thì chủ tư lại đặt một cái bàn ăn ở tại đây. Bàn ăn này theo quan sát của Tấn là bàn ăn dài hình chữ nhật, gồm có 6 ghế. Và theo Tấn cảm nhận được rằng với một cái sản phẩm nhà phố mà chủ đầu tư Khang Điền mong muốn mang đến cho cư dân của mình, không chỉ là một thế hệ, hai thế hệ mà có thể đáp ứng được gia đình ba thế hệ. Tại vì á, cái sản phẩm của chúng ta có đến 4 phòng ngủ, trong đó 3 phòng ngủ lớn và một phòng ngủ nhỏ dành cho người giúp việc, hoặc là có bạn bè của chúng ta thỉnh thoảng đến thì chúng ta vẫn có một cái phòng ngủ nhỏ. Và tại vì sao dự án này của chúng ta có thể đáp ứng được 3 thế hệ? Thì theo như Tấn cảm nhận như thế này, ví dụ như ở đây, hai hàng ghế này, một cặp này dành cho ông bà, một cặp này sẽ dành cho bố mẹ, còn cặp nữa dành cho con cái. Thì 3 thế hệ là như vậy theo cái góc nhìn của Tấn. Ở trường hợp cái nhà của chúng ta ở 2 thế hệ thì cũng rất là thoải mái, rất là rộng rãi. Và 3 thế hệ vẫn đáp ứng đủ cho các anh chị chúng ta nhé. Nên trường hợp các anh chị mình có nhu cầu mua để đầu tư hay là có nhu cầu mua để ở, mà ở nhiều thế hệ thì nhà của chúng ta vẫn đáp ứng được những cái căn nhà ngang 5 dài 19 như thế này. Và xây dựng là 4 tầng với cái phòng ngủ là 4 phòng ngủ và không gian khá là rộng rãi. Và tại khu vực phòng bếp này thì chủ tư thiết kế theo hình chữ L, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, có bồn rửa chén và bên đây là bếp Hofler, máy đây là lò nướng, được bố trí khá là tinh tế
với độ cao trần 3-4m2 này á, thì giúp cho căn nhà của chúng ta trở nên sang trọng và rất dễ thiết kế các anh chị nhé. Chúng ta thiết kế như thế nào, miễn là tông màu kiểu như thế này thì đều nhìn vào là sang hết. Và xin mời tất cả các anh chị, chúng ta sẽ khám phá không gian thứ ba ở tại cái tầng trệt này. Tầng rất là tâm đắc ở tại không gian này các anh chị. Trước khi mà chúng ta đến với không gian thứ ba này á, thì chúng ta xem này, hầu hết những cái sản phẩm nhà phố thì hiếm khi mà chủ tư lại bàn giao hay là thiết kế một cái không gian cửa rất là rộng như thế này. Đây là cửa hai lớp, chất lượng rất là cao cấp, tương đối cao cấp các anh chị. Chúng ta có thể làm để qua để lại rất là sang trọng, giúp cho căn nhà của chúng ta trở nên thông thoáng hơn rất là nhiều, từ trước nhìn ra sau. Cảm giác như nhà của chúng ta dài hơn. Hiện nay chiều dài của căn nhà là 19m, nhưng mà Tấn cảm nhận như là 22-25m lận. Và chúng ta chỉ chừa trước 3, chừa sau là 2m rưỡi cho đến 3m, thì căn nhà này, cái không gian này sẽ là 2m rưỡi. Và sau này chúng ta sẽ có hai cái công năng. Một là trường hợp các anh chị mà chế biến những cái đồ mà không được chúng ta cần phải chế biến ra một không gian riêng á, thì đây chính là một không gian riêng để các anh chị chúng ta có thể sử dụng vào những cái mục đích như vậy. Hai, đây là những cái hồ sơ. Hai là các anh chị chúng ta làm nướng barbecue để phục vụ cho những cái buổi tiệc dành cho gia đình, hay là những cái buổi sinh nhật chẳng hạn, hay những buổi sự kiện gì đó của gia đình, chúng ta có thể làm barbecue ở đây. Thứ ba là các anh chị chúng ta có thể biến cái không gian này trở thành một cái sân vườn, chúng ta có thể trồng rau hay là nuôi cá ở không gian này. Và cái yếu tố thứ tư mà Tấn chia sẻ tại cho các anh chị ở tại không gian này, đó chính là chiều cao của sâu vách này rất là cao, giúp cho các anh chị chúng ta có thể riêng tư trong cái việc mà sử dụng hay là sinh hoạt của các thành viên ở trong nhà của mình. Ngày xưa thì những sản phẩm nhà phố, những sản phẩm Tấn làm á, là hầu hết là những chủ tư chỉ bàn giao cái sân sau này tầm khoảng chừng 1m rưỡi đến 2m là cùng, nhưng mà ở đây lại cao lên tới 3m luôn các anh chị. Và bây giờ chúng ta cùng vào bên trong để chúng ta khám phá tầng 1, phần 2, tầng 3 các anh chị nha. Các anh chị chúng ta vừa rồi cũng nghe chia sẻ của Tấn về cái khu vực phía bên ngoài như vậy, cũng như khu vực phòng khách, phòng bếp, thì các anh chị chúng ta cảm nhận như thế nào? Các anh chị chúng ta có những ý kiến chia sẻ hay góp ý như thế nào với những cái căn nhà mẫu như thế này, thì vui lòng comment phía bên dưới. Tấn sẵn sàng đón nhận những cái góp ý cũng như chia sẻ của các anh chị, để sắp tới Tấn có những cái chia sẻ tốt hơn, những cái thông tin hữu ích hơn đến cho quý anh chị cư dân cũng như khách hàng của mình. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và hiện nay Tấn đang bước lên những cái bậc tam cấp này để lên tầng 1, chia sẻ đến cho quý anh chị cư dân về cái phong cách cũng như là về cách bố trí không gian ở tầng 1 này như thế nào. Và những cái bậc tam cấp cũng như cầu thang này khá là rộng, trung bình là 1m2, tạo cho căn nhà của chúng ta trở nên sang trọng. Và khi lên bậc tam cấp rồi, chúng ta đang đứng ở tại sàn cũng như là tầng 1 của căn nhà ở tại đây. Sự bố trí của chủ tư Khang Điền ở tại căn nhà mẫu cũng như là cái sản phẩm ở tại dự án The Classia Khang Điền của chúng ta là một cái sự tinh tế cũng như là sự tâm huyết mà chủ tư Khang Điền mong muốn hướng đến cho cư dân của mình. Đó chính là sự rộng rãi, đáp ứng mọi cái công năng cũng như là không gian tốt nhất có thể. Và ở tại đây là bố trí một cái đàn piano rất là sang trọng. Khu vực này thực ra là rất là hiếm thấy. Khi mà chủ tư đã bóp lại cái phần cầu thang của mình để cái khu vực này trở nên rộng hơn. Và cái không gian đầu tiên ở tại sàn, tức là tầng 1 này, chia sẻ đến cho tất cả các anh chị, đó chính là khu vực phòng khách này. Các anh chị chúng ta có thể ngồi ở đây chúng ta làm việc. Và ở vị trí tầng 1 này chúng ta sẽ có độ cao trần là 3m8. Không gian này rất là rộng rãi. Trường hợp các anh chị chúng ta ngồi làm việc ở đây thì rất là thoải mái. Và đằng sau này chủ đầu tư cũng lắp kính, full kính cho mình các anh chị nhé. Tấn ví dụ cho tất cả các anh chị chúng ta xem nè. Đây là kính hai lớp.
rất là sang trọng và giúp cho cái không gian của chúng ta có thể lấy được ánh sáng tự nhiên bên ngoài. Rồi cái không gian thứ hai mà Tấn chia sẻ cho tất cả các anh chị, đó chính là cái phòng ngủ đầu tiên ở tại căn nhà mẫu dự án The Glacia Khang Điền của chúng ta. Đây là phòng master. Phòng này á, được chia ra làm 3 không gian. Một là không gian phòng ngủ đây. Hai là không gian phía bên này, đó chính là bàn trang điểm, tủ tivi, là không gian thứ hai. Không gian thứ ba là không gian phía bên này các anh chị. Đây là nhà vệ sinh cũng như là phòng tắm của mình. Chủ tư bố trí rất là rộng rãi. Ngoài ra nữa, phía bên phải của mình đây chính là hệ tủ đồ. Các anh chị chúng ta có thể để các sắt phía bên này hay là treo những cái đồ của mình ở phía bên trong này. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ ra ban công xem như thế nào các anh chị nhé. Tại khu vực ban công này á, thì của vị trí tầng 1 được thiết kế khá là hợp lý. Chiều rộng là 5m, chiều dài phía bên này trung bình khoảng chừng 1m25. Và view của chúng ta hướng về khu tiện ích, khu vui chơi cũng như là sân tennis phía bên trên, khu công viên. Và phía bên kia đó chính là có hàng ghế để chúng ta ngồi thư giãn cùng với người thân gia đình của mình. Còn kế bên đây đó chính là chốt bảo vệ an ninh 24/7. Ngoài ra thì chúng ta giống một cái tầm view phía bên kia, đó chính là hàng cây xanh tươi mát mẻ, rất là gần gũi với lại thiên nhiên. Cùng với đó là ngôi nhà được xây dựng là 4 tầng theo phong cách kiểu Pháp cũng như là theo phong cách châu Âu, thì giúp cho nhà của chúng ta khu vực này trở nên cao cấp và sang trọng hơn rất là nhiều. Trải qua 5 tháng, năm nay là năm 2024, thì 1 năm, 2, 3 năm nữa thì cái mảng xanh của mình nó sẽ cao và rộng hơn rất là nhiều. Tại vì những loại cây này á, là có tán rất là rộng, lá bự và đa số là cây lộc vừng. Chính vì như vậy, khi mà cái cây này càng bự ra, tán càng lớn thì nó sẽ phủ khắp cái lề đường của chúng ta. Cái nhà của chúng ta cũng phủ đầy cây và trở nên gần gũi với thiên nhiên. Và nơi đây là một cái nơi không khí trong lành và đáng sống bậc nhất ở tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sản phẩm rất là tâm huyết mà chủ đầu tư Khang Điền mong muốn hướng đến cho cư dân cũng như khách hàng của mình. Giải quyết được rất là nhiều bài toán về mặt thiết kế cũng như là tìm cho mình một cái sản phẩm phù hợp để mà an cư. Tại vì những cái dự án trước đó của Khang Điền nhận được cái phản hồi khá là tốt từ phía bên cư dân. Tuy nhiên, có những yếu tố mong muốn được nhiều hơn. Ví dụ như là nhà của mình dài hơn này, xây thêm một tầng này để sử dụng công năng nhiều hơn này, hoặc là cách bố trí nó sẽ hợp lý hơn, có thêm không gian hơn, cũng như là giúp cho cái nhà của cư dân trở nên tối ưu trong cái vấn đề sử dụng của mình. Và bây giờ hiện nay chúng ta đang ở tầng 2. Và cái không gian phía bên này là không gian mà chủ tư lại tiếp tục mang đến cho cư dân của mình một sự thư giãn khi về nhà cũng như là sinh sống ở trong căn nhà của mình. Chúng ta có thể ngồi vui chơi ở đây, chúng ta có thể treo một bức tranh như thế này, một cái đồ lưu niệm, hoặc là chúng ta có thể đặt một cái bàn cờ ở đây, chúng ta có thể ngồi uống cà phê thư giãn, đọc quyển sách vào buổi sáng. Và bây giờ chúng ta cùng vào phía bên phòng ngủ thứ hai của căn nhà mẫu dự án The Glacia Khang Điền. Và căn nhà mẫu này cũng như là thiết kế của căn nhà phố là gồm có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh các anh chị nhé. Và đây chính là cái khu vực ban công của mình. Các anh chị chúng ta cùng xem ạ. Lên trên này thì không gian ban công sẽ nhỏ hơn một xíu. Và không khí rất là mát các anh chị. Gió được lùa vào trong căn nhà của chúng ta. Ở
rồi chúng ta lại tiếp tục khám phá cái không gian phía bên trong nhà. Và ở tại cái phòng ngủ thứ hai này á, là Tấn gọi tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả các anh chị, chúng ta lại có tiếp tục là ba không gian. Một là đây là không gian ngủ của mình, hai là bên phía bên sông này, đó chính là nhà vệ sinh cũng như là phòng tắm. Và bên ngoài đến chính là khu vực ban công, đây là khu vực trang bị điểm cũng như là tủ tivi, đây chính là cái tủ đồ của mình. Rồi chúng ta sẽ đi đến với lại cái phòng ngủ thứ ba ở tại căn nhà mẫu dự án được Classia Khang Điền của mình nhé. Và phòng ngủ thứ ba này vẫn bố trí là có nhà vệ sinh riêng, có không gian phòng ngủ, có tủ tivi, có tivi đầy đủ cho mình, có tủ đồ các anh chị nhé. Rồi xin mời tất cả các anh chị ta cùng tham quan ạ. Và bây giờ chúng ta cùng lên tầng trên các anh chị. Và đây là tầng trên cùng, nghĩa là tầng 4 của căn nhà. Và lại là một không gian vô cùng gần gũi với lại giúp cho gia đình của chúng ta kết nối với các thành viên lại với nhau. Cứ mỗi cái không gian, cứ mỗi sàn như vậy, chúng ta là có một cái khu sinh hoạt chung như thế này. Rất là rộng rãi để chúng ta có thể bố trí những cái bàn hay là những cái ghế để chúng ta có thể ngồi trò chuyện lẫn nhau. Chúng ta có thể để một cái bàn cờ hay là một cái vài cái đồ ăn uống chẳng hạn để chúng ta có thể ngồi lại với nhau, trò chuyện cùng với những người thân bạn ở trong nhà của mình. Và với vị trí tầng 4 này thì Tấn có 3 yếu tố giúp chia sẻ đến cho tất cả các anh chị. Một là cái không gian lớn nhất ở tại tầng 4 này, cũng như ở vị trí tầng 4 này có chiều cao là 4m8. Ở đây thì các anh chị chúng ta đang nhìn thấy thì chủ đầu tư bố trí là cái phòng mà tập thể dục yoga, đúng không ạ? Tuy nhiên ở tại khu vực này ở Việt Nam của chúng ta hầu hết là để phòng thờ, hay là các anh chị chúng ta có thể bố trí như thế này cũng rất là hay. Chúng ta có thể tập thể dục trong nhà. Tuy nhiên thì ở tại dự án của chúng ta có phòng tập gym riêng nha các anh chị. Nếu trường hợp các anh chị chúng ta không bố trí cái này, chúng ta có thể ra phòng tập gym cũng được. Chúng ta đi vài bước là chúng ta đến với phòng tập gym bên cạnh đây thôi. Cái không gian thứ hai mà chia sẻ đến cho tất cả các anh chị đó chính là chúng ta có khu vực ban công rất là rộng. Tất cả các sàn của chúng ta đều có ban công như thế này cho cư dân của mình, cũng như là các anh chị chúng ta có thể thư giãn ở mỗi cái không gian ở trong căn nhà của chúng ta khi mà các anh chị mình sở hữu ở đây. Rồi các không gian thứ ba Tấn chia sẻ cho tất cả các anh chị ở tầng 4 này, đó chính là không gian đây thì các anh chị, không gian phòng ngủ dành cho người giúp việc hoặc là những cái khách hàng hay là bạn bè của mình thỉnh thoảng đến, thì chúng ta vẫn có thêm cái không gian này để chúng ta có thể để bạn bè chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn, ngủ nghỉ ở đây. Đây là những cái tủ để treo đồ, máy giặt chúng ta có thể bố trí ở đây. Ngoài ra nữa trên đây chúng ta có nhà vệ sinh riêng luôn, rất là tiện. Cái không gian thứ tư Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị đó chính là không gian này. Ở ngoài này đó chính là cái lô gia, Tấn có thể gọi là lô gia tại vì chúng ta có thể phơi những cái đồ hoặc là chúng ta giặt ở đây, chúng ta mang ra ngoài này chúng ta phơi chẳng hạn. Chúng ta có thể phơi đồ ở đây hoặc là một số cái chức năng khác mà các anh chị chúng ta có thể để một vài cái dụng cụ cá nhân của gia đình mình ở đây cũng được. Thưa các anh chị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Tấn ở tại dự án The Classia Khang Điền, căn nhà mẫu có diện tích ngang 5x19, 97m2. Cùng với đó, diện tích sàn xây dựng là 277m2, xây dựng là 1 trệt và 3 tầng. Và các nhà mẫu này hiện nay được khách hàng đánh giá khá là cao. Tuy nhiên, mỗi khách hàng cũng như là mỗi sự góp ý, chia sẻ của các anh chị, thì Tấn sẽ xin ghi nhận và đồng thời cũng mong rằng nếu anh chị chúng ta đang tìm cho mình một sản phẩm bất động sản vừa an toàn, vừa có khả năng sinh lời cao và vừa đáp ứng của nhu cầu để ở của các anh chị trong thời gian sắp tới, và đặc biệt nằm ở vị trí phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ở tại khu vực được xem là kết nối giao thông thuận lợi,
di chuyển an toàn, cùng với đó là an ninh 24/7, đầy đủ tiện ích, phát triển bởi chủ tư uy tín. Cư dân của mình thì có mật độ dân trí đều như nhau, nghĩa là phần mật độ dân trí cao cấp. Thì các anh chị chúng ta có thể tham khảo đi tham quan dự án The Glacia Khang Điền này để chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn. Ngoài ra thì ngoài cái video này, Tăng sĩ tiếp tục quay cái video về nhà thô, nghĩa là nhà sẽ bàn giao thực tế khi các anh chị và chúng ta mua ở đây. Thì những cái sản phẩm của chủ tư Khang Điền với bản thân Tăng đã làm ở đây cũng như làm ở khu đông này hơn 8 năm rồi, thì theo như Tăng đánh giá thì là một sản phẩm hướng đến nhu cầu để ở khá là nhiều. Đầu tư thì rơi tầm khoảng chừng 20-30%. Tuy nhiên cái đợt đầu thì rơi tầm khoảng chừng 50%, nhưng càng về sau là nhu cầu để ở càng nhiều hơn. Chính vì như vậy, giờ anh chị chúng ta đang tìm cho mình một sản phẩm phù hợp để đầu tư hay mua để ở, thì các anh chị chúng ta dành ít thời gian đi tham khảo cái sản phẩm của Khang Điền này như thế nào nhé. Có phù hợp với nhu cầu cũng như là tiêu chí đầu tư của các anh chị hay không. Và mong rằng sẽ là người hỗ trợ cũng như đưa đón các anh chị chúng ta đi tham quan ở tại dự án này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng comment phía bên dưới video hoặc là liên hệ đến số hotline của Tấn ở phía bên dưới video để Tấn hỗ trợ trực tiếp cho tất cả các anh chị nhé. Xin cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi video đến giây phút này. Xin chúc cho tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe, công việc kinh doanh gặp nhiều thuận lợi và sớm chọn cho mình những sản phẩm bất động sản ưng ý, phù hợp và an toàn trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo.